Như vậy là ở đây mình đã móc được 15 hàng. Bây giờ mình sẽ móc sang hàng thứ 16. Và ở hàng thứ 16 này thì mình sẽ móc bằng mũi đơn. Các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi. Và ở phần phần này thì các bạn sẽ bỏ qua, các bạn không móc vào. Mình sẽ móc sang phần đỉnh của 5 mũi móc đơn, 5 mũi móc kép, xin lỗi các bạn. Phần này các bạn cũng bỏ qua. Các bạn móc như vậy cho tới hết hàng. Đây chính là mũi chân mũi đầu tiên mà mình bắt đầu ở hàng thứ 16. Các bạn sẽ nối bằng một mũi trượt. Như vậy là mình đã móc được 16 hàng. Các bạn sẽ móc lên một mũi xích. Sau đó, mình sẽ lại tiếp tục móc mỗi chân một mũi đơn. Ở đây mình không đánh dấu mũi bởi vì các bạn sẽ nhìn thẳng cái hàng mà khi mà mình bắt đầu mình móc bằng 3 mũi móc xích. Thì các bạn sẽ nhìn thẳng hàng này lên thì đó chính là chân mũi mà mình bắt đầu. Các bạn cứ móc bình thường mỗi chân, mỗi các bạn móc một mũi đơn. Các bạn móc giống như vậy. Và các bạn móc ở phần mũi đơn này các bạn sẽ móc tổng cộng là 5 hàng. 5 hàng hoặc là 7 hàng tùy theo các bạn. Vào chiếc mũ này thì mình sẽ móc 5 hàng mũi đơn. Các bạn cứ móc giống như thế này cho tới hết. Chúc các bạn thành công.